Bữa nay mình lạc vô cái chỗ bán xe đạp của Nhật nè các bạn, xe đạp thể thao. Có rất là nhiều xe luôn, nhưng mà vô đây mình quay phim thì trong những lúc mình trả giá người ta nào đó thì nó đã bị dính nhạc bản quyền do cái người kế bên nhà người ta hát bản Em Gì Ơi, hát nhạc âm sầm chưa. Nên giờ mình phải tắt âm lại, ghi âm lại các bạn ơi. Như cái xe đạp sang clip với xe đạp thể thao này cổ ngang nè, thì nó có giá là 4 triệu thôi vậy. Xe đạp này của Nhật luôn nha, bữa đó mình coi rất là kỹ của Nhật luôn, nguyên zin á. 4 triệu, xe còn rất là mới, có gắt kiêng nữa các bạn. Mà thấy xe đá lắm, xe đòn. Cổ ngang xe đạp thể thao á, nó không có giá trị bằng mấy xe cổ công. Xe cộp rồi giá trị cao hơn, còn cái này thì giá trị thấp hơn, 4 triệu mình cũng chơi được rồi. Còn ngang sang clip dây sên nào đó mình coi rất là mới luôn, mà cũng 4 triệu thì cũng im. Ở trên đây thì toàn là xe đạp nghĩa địa không các bạn ơi, xe của Nhật rồi đó. Bên đây là bên Gò cũ, còn bên Gò mới thì có xe Trung Quốc nhiều rồi nha. Bên Gò mới nhiều khi bị lầm chết luôn. Xe đây xe qua tay thì nó còn cũ cũ 70-80%, 80-90% đồ này kia nọ đó. Xe này mình thấy nhận định thì cũng rẻ, xe game nè, võ đi theo xe đồ luôn đó. Nhiều người ta xem clip mình ta phản đối, nó toàn là đồ Trung Quốc không. Mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ cũng nhóc, xe sang clip, xe đạp trợ lực rồi đó, quá trời xe luôn này các bạn. Ở ngoài trước có chiếc xe màu vàng ở ngoài trước đó đó, mình cũng phái mình hỏi mua cho ông anh mà giá nó là 4 triệu rưỡi. Rồi nếu như mấy xe này nè mua cho mấy đứa học sinh đi học là ok luôn đó, cái chiếc xe màu vàng đó các bạn. Còn chiếc xe bánh bự này nữa nè, bánh bự này hình như có 4 triệu à, ba triệu, 4 triệu à. Xe bự này nó độc lạ thôi chứ nó không đẹp, 4 triệu. Còn cái xe màu vàng mới 4 triệu gửi. Rồi xe màu vàng này nè, 4 triệu gửi. Xe thể thao ở đây không có xe cổ công này mắc hơn tới mười mấy triệu đó. Mấy đứa học sinh rồi xe trong này thì trời chưa dọn cửa đâu lại thì còn cả đống trong này đây quá nhiều, mà giá thì cái chạy này mình thấy cũng tương đối, cũng dễ chơi thôi. Thì mấy anh em là muốn mua xe lên Gò Tà Mau này nè, mua về xài mình lựa, qua trong mình lựa nó bạn đó, ta trong đó ta đang sửa xe lại đó, thì chủ ta không làm ta muốn thợ, mấy người thợ ta sửa xe đó, sơn phát tút đồ lại. Mình đi hoài mình cũng biết được mấy cái chiếc nào mà có tốt lại thì mình biết, nhìn nếu nước sơn biết, ốc tán rồi đó, còn xe nào ghim thì biết. Là như xe này các bạn thấy không, cái mối hàng của người ta thấy không, mấy cái mối hàng của xe Nhật là nó ok lắm, rất là ok mấy mối hàng. Còn xe Trung Quốc thì mới mối hàng da bẹt à. Bây giờ mới kiếm kiếm chiếc xe cho nhỏ con gái đi học. Bên dách bên kia có mấy chiếc xe xì bo rồi nữa. Bữa nay mình đi ngày thứ bảy nên người ta khách ta đi mua đồ rất là nhiều các bạn. Bên đây là nguyên một kho xe tay ga của Nhật mà hình như Việt Nam mình làm như không thấy mấy chiếc này. Bên đây có mấy chiếc cúp mà khách người ta cũng coi tới coi lui hoài mà không thấy người ta mua. Giá cũng cao lắm các bạn ơi. Bên kia có mấy chiếc xì bo nữa. Này xe đây thì không có giấy tờ làm mà
mua về vẫn phải đập số sườn số máy ở Việt Nam vô mới xài được. Xe thể thao quá nhiều. Là 4,5 triệu nè các bạn, thấy em không? Xe màu vàng đó. Người Campuchia đặc biệt là nước người ta xe cộ rồi người ta bỏ xả láng chứ không ai lấy, nó lấy ăn chậm mà lấy phát hiện ra chặt cái tay luôn, không đưa đến công an không gì chứ. À bên đây người ta cũng có súng nữa. Mình đi gò này thấy người ta bán qua cái súng điện nhóc. Xuống biển có bắn cuôn á. Đây tới cái xe độc lạ này. Bạn thấy xe thể thao độc lạ không? Mình có lên chạy thử nhẹ heo á. Nhẹ heo như xe thường mình á. Mình chỉ sợ con cái là nó hư là không có phụ tùng mà sửa thôi. Bánh nó là sợ hư không có bánh thao thai thôi. Nghe cái bà chị này bà là cái chủ bán xe đó. Kê lên 200.000 này kia nó sẽ đọc lại thêm không bạn. Mà khúc này thì biển ta hát nhạc rồi, mình thì làm channel. Mình hy vọng kiếm mầm đập mặt quảng cáo nhưng mà bị dính bản quyền của nhạc người ta hát thì không thể thấy được nên mình phải ghi âm lại thôi. Cái xe bánh bự này độc lạ chứ chắc xe theo mình đoán chứ không phải của Nhật. Mình lên mình chạy thử để đọc bà mình chào mình tưởng đơn hàng ở nhà chạy như heo ăn mình sẽ đập thường hết thòn của anh như heo à, xe sang clip mà như heo mà nó đi NN á, cái xe này nó đi NN tại vì cái bạc đạn của người ta các bạn, cái bạc đạn của người ta làm rất là tích nha, bạc đạn của người ta tốt lắm nên khi mà mình thả chấn mình đạp thả chấn là đi hoài á. Nó đi hoài nhiều hơn, đi xa hơn so với cái bạc đạn mà xe mấy xe Trung Quốc hay xe Việt Nam. Xe Nhật các bạn để ý là đạp không, cái thả chấn là đi hoài, đi xa lắm. Xe độc lạ cái sườn đã không, xe thể thao này chạy thể thao là hết ý luôn ha, không đụng hàng luôn. Thì mấy cái xe bên đó dành cho học sinh thì mấy xe nhỏ thì 1,5 triệu.
hai triệu mấy. Cũng rẻ, cũng dễ chơi mà. Cái xe này thì xe cũ của Nhật thì mình xài nó không sợ bị sét và thấy gì nó lì hoài vậy đó, nó không sét. Đây chị nói là cái xe này là cái xe màu xanh này là chị nói là 4,5 triệu. Còn ngang xe gin toàn tập, xe màu xanh, xe da quang đó, đây xanh da quang đó là gin toàn tập luôn, nguyên chiếc 4,5 triệu được, không dễ chơi. Các bạn thấy cái xe đẹp dễ chơi sang liếc mà xe Nhật mà hàng xe này gin nguyên chiếc thì nó cũng còn được cỡ 90% thì quá im quá rẻ rồi. Video mình cũng lâu các bạn ơi, cũng sắp hết rồi, mình nên kết thúc với video tại đây. Ai có thấy thích về những món hàng gò Tà Mau này thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có nhiều động lực ra những video tiếp theo ha. Nó bên đó có shipper đó, mấy xe độc lạ đây nè.